Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc mừng các bạn đã đến với channel của mình. Thì ngày nay mình sẽ cho các bạn xem cái chú chó nhà mình vừa mới tỉa lông về nhé. Đấy. Ý ơi, ngoan lắm. Ngoan. Chú bông nhỉ, bông mới bị tỉa lông nhỉ. Ai cắt được? Cậu Việt. Cậu Việt. Chạy. Mưa xuân chả tắm ra mấy đâu. Cắn. Quen. Nhìn này các bạn nhìn. Đấy, cái chậu bí nhỏ. Cá to này. Quen. Ngoan nhỉ. Ngoan nhỉ. Nhạch mèo cứ Yên chiêu này mình xuống này. Chiêu xuống đây. Đâu vừa mới đi mà. Này. Mai sao mai chiều mai đấy. Con áo cũng lắng luôn beng nữa. Đấy con áo của cô đây. Đấy là con áo của mình. Chà là lắng rồi luôn. Ngủ mình. Này. Thôi ngay thì được. Thôi mẹ đó. Không biết cái hồng không? Ừ, cầm rồi về xem. Có thể nào mà có. Thế còn nói với cái máy laptop. Sao ở máy kia nó virus cái này rồi. Hồng ơi. Phải kiểm tra. 2GB chứ không có được mới đâu ạ. Hả?
bài ghi có được 23. Dạ. Yeah. Bay Việt Nam năng. Chào các bạn nha.